khẩu những cái con hàng chất lượng trên thế giới về. Thì trong cái lô hàng đầu tháng 3 vừa rồi thì chúng tôi với cái số lượng là 2 tấn nhập về, thì may mắn là đã tìm thấy được cái cá thể đặc biệt của loài tôm Alaska hay gọi là tôm hùm Canada. Thì nó có màu xanh rất là đặc biệt, và đó là cách mà chúng tôi phát hiện nó trong cái thời gian vừa rồi.